Vâng ạ, xin chào mọi người, chúng ta trở lại với trend của ngày xưa. Ngày nay bên duy nhất một cơn mạ vàng thập niên 70-79 nhé. Và con này size 58 chiều ngang 14,5 nhé. Con này size khá to luôn đấy. Vâng, con này size 58 chiều ngang 14,5. Con này thì là nó còn nguyên tem, nguyên siêu, có nghĩa là trong tình trạng new rồi. Size 58 và chiều ngang là 14,5 nhé. Còn Mỹ xưa thập niên 1979 chuẩn ao nhất nhé. Bên em từ xưa đã bán thương hiệu của tuyến uy tín chuẩn ao nhất Anh Quốc Pháp Mỹ rồi thì quá ok yên tâm rồi. Những cái dòng này dành cho bác nào mà tai to mặt lớn, có nghĩa là gì, nghĩa là cao mét 70 trở ra, hoặc nếu mình không được mét 70 phải nặng tối thiểu 70 cân 70 kg trở ra thì đeo mới vừa, hoặc bác nào trong cái bộ sưu tập mình còn thiếu thì là mình có thể mua thêm cái cây này thì để sưu tập, và khi mang kính ra em sẽ gửi kèm theo chai nước rửa kính thơm là xịt thơm nhá. Và bây giờ mình sẽ đi chi tiết bên trong cái kính nhá. Trước tiên đi chi tiết thì em sẽ đi tổng quan. Thật ra cái tổng quan này thì em trong quá trình là hai mấy năm thì em giới thiệu rất là nhiều rồi, có lẽ là em chỉ đi lướt thôi ạ. Và thật ra là nó là đi lướt nhưng mà em đi nó cũng bao giờ là quen, rất là chi tiết và cẩn thận để các bác là người mới người cũ luôn luôn nắm bắt được một cách rất là rõ ràng. Ở gầm cầu dưới giữa thì bao giờ nó có cái chữ AO, đó là dòng đặc trưng của dòng mạ vàng thập niên 70-79 nhá. Và đây là cái kính chuẩn ao nhất của Mỹ xưa thập niên 70-79 nhá, xuất sắc nhé. Còn một số đối tượng bán kính bậc vàng vào lúc Nhật thì khi họ bán hàng ở Nhật thập niên 80-90 thì tái bản trông nó mới nhưng chất lượng nó không bằng đấy. Còn bên em bán là chuẩn ao nhất Anh Đức Pháp Mỹ rồi, đã được khẳng định tên tuổi thương hiệu rồi. Hai cả các chiều 5/2 biểu tượng logo American Official. Thông tin về kính, về tất cả về kính cổ đồ cổ là em bao giờ cũng ghi bên dưới video rất là rõ ràng cẩn thận để các bác nắm bắt được. Và đấy, xuất sắc nhé, mới cắm cửa nhé, trong tình trạng new nhé. Đấy, bác nào mà chưa có cái kính mà size to là có thể sưu tầm cũng được đấy, rất là hữu ích nhé. Và size 58 chiều ngang 14,5 nhé, và khá là to luôn. Và em có nói chung là em có đủ size, có con là size 57 chiều ngang 14,5 rồi size 58 đủ size, nên các bác hết sức an tâm yên tâm, không phải lăn tăn băn khoăn về kính kính cổ đồ cổ. Thì em có đủ size số để các bác có rất nhiều sự lựa chọn đấy, đấy là cái sớm nhất của một khu mua bán với kính cổ đồ cổ xưa đấy. Và vâng, giá cái này là 7 triệu 7 nhá, 7.700k, giá là 7 triệu 7, 7.700k, giá là 7 triệu 7 nhá, 7.700k. Về hình thức mua bán thì bác nào chuyển khoản thì bao ship, ship code một lần là cọc 100 đến 200k. Đó, ship code thì là cọc 100 200k đấy nhé, tất cả ship code là cọc 100 200, ship code về kính cổ đồ cổ hay là quần áo hiệu, tất cả đó tiền là cọc 100 200. Không nên là cọc một vài triệu, bởi vì có những bác là cọc vài triệu đối tượng biến mất, hoặc là nó chơi chiêu thức là treo đầu dê bán thịt chó thì rất là nguy hiểm. Đấy, vì cái này là rất nhiều bác bị dính, và cái chia sẻ lại thì nay bị tiện tiện video em chia sẻ luôn. Đấy, và còn về thời gian bán hàng thì các bác phải rõ ràng, như bên em là bác thời gian bán hàng rất thoải mái, từ 8 giờ sáng đến 23 giờ, 8 giờ đến 11 giờ tối, tất cả ngày tuần không nghỉ nào kể ngày lễ Tết, với điều kiện bắt điện thoại trước, tránh tình trạng đột xuất của em đi thẩm định đi gần cổ xưa. Bắt điện thoại trước là em liên tiếp đoán từ xa tại có 390 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, lắng nghe thấu hiểu tư vấn cố vấn chuyên sâu tất cả về kinh nghiệm đồ cổ. Đó là một trong những giá trị lớn nhất liên quan xuất đồ cổ sở lâu năm thương hiệu. Đây là cái mắt thủy tinh, mắt màu xanh đen G15, đặc trưng tất cả cái dòng về len, cái dòng này của nó nhá đều là mắt xanh đen G15 đấy. Em phải nói rõ về vấn đề các bác như thế nhá. Một số bác là kêu là phải đen đậm, không có đâu, đen đậm hay đen nhạt là tùy theo cái lô mắt của cái khi sản xuất như thế đấy, chứ đa phần là mắt nó đúng chuẩn của nó mới là xanh đen, là những dòng này, dòng cơn này đấy. Và giá là 7 triệu 7 7.700k. Thì lưu ý mua kính của đồ cổ thì bác cũng phải tìm với người con trai, không nên mua con gái. Con gái thì em phân tích nhiều rồi, thì đa phần được thuê nó chỉ thuê được vài năm thôi, sau đó là ủ thái quyền biến mất, nó chuyển sang bất động sản rồi là thời trang. Đấy, các bác có để ý là xung quanh nhà các bác từ thập niên 90 thập niên 2000 đến giờ xem có những người con gái còn bán theo đuổi kính cổ đồ cổ không, hay là chuyển hệ khác. Bác có để ý xung quanh khu bác sống, thành phố bác sống xem, em nói bằng cách chân tình luôn đó. Còn đối tượng bán mà nó cầm cái kính này này, nó quay quay này nhưng mà không có địa chỉ lâu năm nhá, và số điện thoại lâu năm song song nhá, và không rõ ràng hình con người mặt, hình ảnh của một người nhá, và chỉ cầm kính quay này chụp trên cành cây, lá cây, nắp capo, ghế ô tô, vô lăng ô tô nhá, bán trên TikTok nhá, lừa đảo amateur đấy. Lưu ý nhá, rất nhiều người mắc bẫy đấy, đối tượng ghi đặt hàng lô nước Zalo đấy, cho nên các bác hết sức cẩn trọng, bởi vì rất nhiều người mắc bẫy rồi đấy. Những đối tượng như là Ngõ Lan Bạc, Hòa Bãi Cát, Odomax, Công Tác và rất nhiều, liệt kê ra cả, kể ra cả ngày không hết. Cái này dành cho bác nào size to nhá, bác nào cao 1m7, nếu bác nào không được 1m7 thì nặng 70 cân hoặc 70 kg trở lên thì đeo nó sẽ vừa luôn, ôm mặt luôn, thì nó tương thích hợp với hình thể và dáng người hơn đấy. Thì các size số về kính thì em cũng nói rất là rõ ràng đấy, tùy theo khuôn mặt, hình thể, dáng người thì em sẽ nói luôn cái chiều cao, cân nặng để các bác có thể cân đối tương xứng với hình thể và dáng người của các bác nào.
Đấy là cái giá trị nói với bác như thế. Vâng, giá là 7 triệu 7 nha. Một lần nữa rất là cảm ơn các bác luôn dành thời gian quan tâm và theo dõi. Tiếp theo thì là em sẽ đưa sang cái mã số 02. Đây là cái bộ COVID đa năng. Bộ này thì em chắc là em nói nhanh thôi vì bộ này thì em giới thiệu nhiều rồi. Bộ này là có giá là 300 nghìn hoặc là 300k. Bộ này là bộ COVID đa năng, có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó có hai cái đầu khẩu, đây là để hai đầu khẩu này nhá, là để vặn mở các đầu tú, vặn mở đầu vít, và bên đây là các đầu vít để vặn này. Đấy, đầu tú vít là có đầu ba cạnh, đầu đầu tú vít là ba cái hai cạnh, ba cái bốn cạnh và bốn cái lục lăng. Bốn lục lăng là gì? Vặn mở ốc sao hoa khế và để dùng cho đồng hồ, kính bút, bật lửa, tivi, đồng dàn loa, rất là nhỏ gọn vì nó cầm theo tay hoặc bỏ túi quần, bỏ cúp xe, rất là gọn. Thì bác đi mua đồng hồ hoặc máy ảnh hoặc cái gì đấy, bác phải tháo ra xem lắp bít đời máy bao nhiêu, cấu hình như nào, nhận biết được ngay. Đó, đấy là cái giá trị. Mà giá chỉ có 300 nghìn hoặc là 300k thôi nhé. Và một lần nữa rất là cảm ơn các bác luôn luôn dành thời gian xem video của em nó vừa dài thôi. Bác nào quý quý trang kính của cái sư đăng ký kênh, like xem nhiều thì em sẽ nó có cái giá rất là tốt để các bác đấy. Vâng, rất cảm ơn, xin chào các bạn.